chiếc xe trong danh sách này đều là xe nguyên bản, không độ chế và sản xuất với số lượng lớn. Nhiều xe concept có công suất lớn nhưng không được đưa vào danh sách này bởi không đáp ứng được cả hai điều kiện trên. Reggera là siêu xe mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Từ Reggera có nghĩa là thống trị theo tiếng Thụy Điển. Xe được trang bị khối động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 5 lít, sản sinh 1.100 mã lực. Ba động cơ điện đặt ở hai bánh sau và trục trước sản sinh thêm 700 mã lực. Nếu sử dụng kết hợp đồng thời động cơ xăng và điện, tổng công suất chiếc xe đạt 1.520 mã lực cùng 2.000 Nm mô men xoắn. Siêu xe của Thụy Điển dễ dàng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,2 giây, từ 0 lên 400 km/h trong 20 giây. Giá dự kiến của Reggera khoảng 1,9 triệu USD. Acera One 1 là phiên bản nâng cấp của siêu xe Acera. Siêu xe này được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, sản sinh công suất 1.360 mã lực cùng 1.371 Nm mô men xoắn. Acera One 1 có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 430 km/h. Đây là một trong những siêu xe nhanh nhất thế giới. Nó có giá 2,5 triệu USD. SSC Ultimate Aero TT là siêu xe được sản xuất bởi hãng SSC North America vào năm 2009. Nó từng giữ danh hiệu xe nhanh nhất trên thế giới. Kỷ lục Guinness ghi nhận chiếc xe này đạt 414,26 km/h. Sau đó, kỷ lục này bị phá vỡ bởi Bugatti Veyron Super Sport vào năm 2010. Xe trang bị động cơ V8 dung tích 6,3 lít, sản sinh 1.287 mã lực cùng 1.508 Nm mô men xoắn. SSC Ultimate Aero được thiết kế với phương châm mang lại cảm giác lái chân thực nhất, nên bị gỡ bỏ trợ lực lái điện tử cũng như hệ thống phanh ABS kiểm soát độ bám đường. Mức giá của Ultimate Aero TT khoảng 1 triệu USD. Phiên bản nâng cấp của Veyron được giới thiệu năm 2010. Đây là siêu xe mang trong mình cỗ máy W16 8,0 lít, sản sinh 1.200 mã lực cùng 1.500 Nm mô men xoắn. Nó từng đạt tốc độ tối đa 431 km/h và lập kỷ lục thế giới trên xe dân dụng sản xuất hàng loạt. Do tốc độ quá cao, siêu xe này được giới hạn điện tử ở mức 415 km/h nhằm đảm bảo lớp xe không bị xé nát. Chỉ 30 chiếc Veyron Super Sport được sản xuất cùng với mức giá 2,5 triệu USD. Chiếc xe thứ 5 trong bảng xếp hạng lại thuộc về hãng siêu xe Thụy Điển Koenigsegg. Acera RS mới được giới thiệu tại triển lãm Geneva 2015. Siêu xe được trang bị động cơ V8 5,0 lít, tăng áp kép. Cỗ máy này sản sinh 1.160 mã lực cùng 1.280 Nm mô men xoắn. Nhờ là bằng hợp kim nhôm, động cơ của Acera RS chỉ nặng 189 kg.